Hai Lúa đã quay trở lại rồi đây. Hôm nay chúng ta tiếp tục series đọc BI Box cùng Hai Lúa với chương Requirement Lifecycle Management phần 4. Trong phần 4 này, chúng ta sẽ nói về Assess Requirement Change, tạm dịch ra đánh giá những cái yêu cầu. Đầu tiên, các bạn sẽ thấy là mục đích của việc đánh giá những cái thay đổi của yêu cầu là để đánh giá những cái hậu quả, những cái tác động, những cái ảnh hưởng của các cái thay đổi đề xuất đối với yêu cầu và thiết kế. Nhiệm vụ những cái đánh giá thay đổi yêu cầu này được thực hiện khi có những cái nhu cầu mới hoặc các giải pháp có thể đã được xác định rồi. Các nhu cầu này có thể phù hợp hoặc không phù hợp với chiến lược thay đổi và hoặc phạm vi giải pháp. Việc đánh giá phải được thực hiện để xác định xem một thay đổi đề xuất có tăng giá trị của giải pháp hay không và nếu có, hành động nào cần được thực hiện. Những bạn BA cần đánh giá tác động tiềm năng của thay đổi đối với giá trị của giải pháp, xem xét các tác động thay đổi đề xuất có tạo ra những cái xung đột với các cái yêu cầu khác hay không hoặc là tăng cái mức độ rủi ro hay không. Ở đây các bạn sẽ thấy là trong thực tế làm việc có rất là nhiều các cái việc mà chúng ta thay đổi yêu cầu. Làm việc thực tế chúng ta không thể nào giống như là một cái nhà tiên tri được. Trên đời này không có gì là hoàn hảo và chúng ta luôn phải có cái sự chuẩn bị cho cái việc thay đổi này. Việc thay đổi các yêu cầu này đó là người BA hay là người Project Manager hay là người Product Manager hay là người Business Consultant hay là bất kỳ một người nào khác. Chúng ta đều phải chuẩn bị tinh thần và những cái thay đổi này nó sẽ xảy ra thường xuyên trong xuyên suốt cái quá trình mà các bạn làm dự án. Nhất là trong những cái trường hợp mà các bạn thấy là chúng ta áp dụng các cái mô hình như là Agile Scrum chẳng hạn. Agile nó không có nghĩa là chúng ta sẽ biến động theo thực tế. No, nó vẫn phải có những cái plan ban đầu, nó vẫn phải có những cái chuẩn bị ban đầu, nhưng việc biến đổi là việc đã được sẵn sàng. Việc biến đổi là việc đã được chuẩn bị để mà các bạn có thể thích nghi cho những sự thay đổi đó. Khi đánh giá các cái thay đổi này, những bạn BA cần phải xem xét các cái thay đổi đề xuất nó sẽ như thế nào. Thứ nhất là các cái thay đổi này nó có phù hợp với cái chiến lược tổng thể hay không. Thứ hai, những cái thay đổi này nó có ảnh hưởng tới giá trị mang lại cho doanh nghiệp, cho tổ chức hoặc là các nhóm các bên liên quan hay không. Cái thứ ba, các cái thay đổi này nó sẽ ảnh hưởng đến thời gian giao hàng, thời gian release, thời gian truyền tải các cái tài nguyên cần thiết để mà trao giá trị cho các bên liên quan hay không. Tiếp theo, thay đổi này nó có tạo nên những cái rủi ro, cơ hội hoặc ràng buộc nào liên quan tới sáng kiến tổng thể hay không. Kết quả của việc đánh giá phải hỗ trợ quyết định và xác định được là cái sự chênh lệch, cái sự thay đổi nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với các cái nội dung liên quan tới việc là change request, liên quan tới việc thay đổi nhu cầu v.v. Thông tin đầu vào, nguồn đầu vào. Thì các bạn sẽ thấy là những cái proposed change, những cái thay đổi đề xuất này có thể được xác định bất kỳ lúc nào và ảnh hưởng tới bất kỳ khía cạnh nào của công việc hoặc sản phẩm của quá trình BA đã hoàn thành cho đến nay. Tức là những cái thay đổi này, những cái đề xuất thay đổi này có thể được xác định bởi bất kỳ lúc nào, ảnh hưởng tới bất kỳ khía cạnh nào của công việc nè, của các cái kết quả phân tích mà người BA đã thực hiện từ trước đến giờ, từ đầu tới cuối. Có rất nhiều tín hiệu kết quả trong một thay đổi đề xuất, bao gồm các thay đổi trong chiến lược nè, các thay đổi giữa các bên liên quan nè, yêu cầu pháp lý nè, thay đổi quy định nè. Rồi thì các bạn thấy những cái proposed change này á, nó cũng tương tự và những yếu tố mà chúng ta thấy liên quan tới quản trị rủi ro. Đó là những cái rủi ro bên trong, bên ngoài khi mà chúng ta thực hiện các cái hoạt động về mặt phân tích nghiệp vụ. Input tiếp theo đó là requirements, yêu cầu. Thì những cái requirements, những cái yêu cầu này nó sẽ được sử dụng để mà có thể đánh giá được các cái tác động của một cái đề xuất nó sẽ như thế nào. Tiếp theo là input về mặt thiết kế. Có thể phải đánh giá lại cái thiết kế ban đầu, tại vì có thể những cái đề xuất đó nó có thể đôi khi thay đổi cả cái cấu trúc về mặt sản phẩm đầu ra chẳng hạn. Khi mà chúng ta thay đổi cái gì nó đánh giá tác động thật sự rõ ràng. Thì ở đây các bạn có thấy một cái sơ đồ tổng quát đó. Đó là những cái input về mặt requirements, về mặt design, về mặt những cái đề xuất, về mặt thay đổi. Nó sẽ đưa cho ra chúng ta phải đánh giá thật sự chặt chẽ về những cái nội dung đó. Và tất cả những cái yêu cầu mà muốn được đưa vào triển khai, nó đều phải đánh giá, nó đều phải được là kiểm tra, nó đều phải được là xác nhận bởi các bạn có thẩm quyền là ừ, cái đó làm được, ok, không có bị ảnh hưởng bởi bất kỳ một cái chuyện gì, hoặc là ảnh hưởng nó thấp, hoặc là có thể thay đổi được không, là ảnh hưởng tới chi phí, tới các cái nội dung liên quan tới kinh doanh, liên quan tới việc là bàn giao vân vân. Nó tất cả những cái nội dung đó đều phải được đánh giá. Các cái thành tố liên quan, đầu tiên là quy trình đánh giá. Các bạn BA sẽ xác định sự chính xác của quy trình đánh giá dựa trên thông tin có sẵn, tầm quan trọng rõ ràng của sự thay đổi và quy trình quản trị. Nhiều thay đổi đề xuất có thể bị rút lui khỏi xem xét hoặc từ chối trước khi cần bất kỳ sự chấp thuận chính thức nào. Một phương pháp dự đoán có thể cho thấy việc đánh giá chính thức hơn về các thay đổi đề xuất. Trong các phương pháp dự đoán, tác động của mối thay đổi có thể làm cho chúng ta bị đảo lộn các cái nội dung liên quan tới phần yêu cầu, tới phân tích. Thay đổi có thể tiềm ẩn một cái việc phải làm lại toàn bộ,
phải làm lại từ đầu và các cái hoạt động hoàn thành trước đó gần như là có thể đổ sông đổ bể cả. Một phương pháp thích nghi có thể yêu cầu ít sự chính xác hơn trong việc đánh giá các đề thay đổi đề xuất. Mặc dù có thể cần làm lại các công việc do các mối thay đổi, phương pháp thích nghi cố gắng làm giảm tác động của các thay đổi bằng cách sử dụng các cái kỹ thuật triển khai từng bước và tăng dần. Ý tưởng về sự tiến hóa liên tục này có thể làm giảm nhu cầu về đánh giá tác động chính thức. À, các bạn sẽ thấy là khi mà chúng ta thay đổi, không phải là chúng ta ầm một phát rồi chúng ta thay đổi liền, mà có sẽ có những cái đúng nó gấp, ví dụ như là quy định pháp luật chẳng hạn, nó thay đổi nó làm cho chúng ta phải lập tức thay đổi thì cỡ nào các bạn cũng phải thay đổi thôi, chúng ta không thể nào kiểu làm từng bước từ từ được, tại vì quy định pháp luật trễ một ngày cũng có thể bị vi phạm. Nhưng sẽ có những yêu cầu mà chúng ta có thể là từng bước thay đổi từng chút một. Ở đây có thể là trong thực tế đôi khi nhìn trước mắt có thể nó đòi hỏi chúng ta phải thay đổi ngay và luôn. Tuy nhiên, chúng ta hoàn toàn có thể là đánh giá những cái ưu tiên và chúng ta làm những cái cần thiết nhất, sau đó là cái ưu tiên thấp hơn. Đôi khi là chúng ta đã làm những cái chính rồi, dẫn tới là chúng ta nhìn lại chúng ta thấy, ôi ok, cái này không làm cũng được, nó cũng không ảnh hưởng tới cái chung, nó cũng không ảnh hưởng tới cái nội dung chính. Nguyên tắc chung nó vẫn là theo ví dụ như là 80-20 chẳng hạn, 20% thay đổi nó đáp ứng 80% nhu cầu. Không nhất thiết là chúng ta phải thay đổi tất cả mọi thứ, trừ những trường hợp mà nó phải đảm bảo rủi ro, nó phải đảm bảo những quy định của pháp luật mà thôi. Yếu tố thứ hai đó là phân tích tác động. Phân tích tác động được thực hiện để đánh giá tác động của một thay đổi. Sự truy nguyên là một công cụ hữu ích để thực hiện phân tích tác động. Khi một yêu cầu thay đổi, mối quan hệ của nó với các yêu cầu khác hoặc các thành phần giải pháp có thể được xem xét. Mỗi yêu cầu hoặc thành phần liên quan cũng có thể yêu cầu một sự thay đổi để hỗ trợ những yêu cầu mới. Khi xem xét các thay đổi hoặc bổ sung vào yêu cầu hiện có, những bạn BA cần phải đánh giá tác động của thay đổi đề xuất bằng cách xem xét những cái yếu tố sau đây. Đầu tiên, đó là yếu tố lợi ích. Lợi ích sẽ đạt được bằng việc chấp nhận thay đổi. Chi phí, tổng chi phí triển khai thay đổi bao gồm chi phí thực hiện thay đổi, chi phí của công việc làm lại liên quan và các chi phí cơ hội như là số lượng các tính năng khác có thể cần phải hy sinh hoặc là trì hoãn nếu như thay đổi được chấp nhận. Yếu tố thứ ba, tác động. Số lượng khách hàng hoặc quy trình nghiệp vụ bị ảnh hưởng nếu thay đổi được chấp nhận. Kế hoạch tác động đến cam kết giao hàng hiện tại nếu như thay đổi được chấp thuận. Mức độ khẩn cấp, mức độ quan trọng bao gồm các yếu tố định hướng như là vấn đề an toàn, vấn đề quy định, vấn đề pháp luật, vân vân. Impact resolution, phân giải những cái tác động đó. Tùy thuộc vào phương pháp được lên kế hoạch, những cái bên liên quan khác nhau bao gồm cả người BA có thể được ủy quyền để được chấp thuận, từ chối hoặc trì hoãn các thay đổi đề xuất. Tất cả các tác động và phương pháp giải quyết từ phân tích thay đổi cần được tài liệu hóa và được thông báo cho tất cả các bên liên quan. Tất cả những cái việc thay đổi này, tất cả những cái việc thông báo này cần phải được dựa trên cái BA plan để mà chúng ta đảm bảo được chúng ta cần thay đổi cái gì, chúng ta có thể thay đổi cái gì, chúng ta có thể thay đổi xong thì chúng ta phải báo cho ai, ai cần người quyết định, ai cần người xử lý vân vân. Hướng dẫn và công cụ. Đầu tiên các bạn sẽ thấy là chiến lược thay đổi, mô tả mục đích và hướng đi cho các thay đổi, thiết lập bối cảnh cho sự thay đổi và xác định các thành phần quan trọng cho sự thay đổi. Thứ hai là những cái kiến thức nghiệp vụ. Chúng ta có những cái kiến thức nghiệp vụ được yêu cầu để mà đánh giá thay đổi đề xuất. Tiếp theo là phương pháp quản trị, cung cấp những hướng dẫn về quy trình kiểm soát thay đổi và quyết định cũng như vai trò của các bên liên quan trong quá trình này. Thông tin pháp lý và quy định, mô tả các quy tắc hoặc quy định pháp luật cần phải tuân thủ. Những điều này có thể ảnh hưởng tới yêu cầu và phải được xem xét khi thực hiện các thay đổi. Kiến trúc của yêu cầu. Yêu cầu có thể liên quan đến nhau, do đó các bạn BA cần phải xem xét và phân tích để xác định được là các cái vấn đề, các yêu cầu nào sẽ bị ảnh hưởng khi mà chúng ta có thay đổi một cái yêu cầu nào đó. Phạm vi giải pháp cần được xem xét khi đánh giá các thay đổi để hiểu rõ tác động của một thay đổi đề xuất. Các cái kỹ thuật phương pháp, đầu tiên là business case được để sử dụng để chứng minh một cái thay đổi đề xuất. Phân tích business rule được sử dụng để đánh giá các cái thay đổi đối với các cái chính sách nghiệp vụ, các nguyên tắc nghiệp vụ vân vân. Phân tích quyết định được sử dụng để hỗ trợ các quy trình đánh giá thay đổi. Phân tích tài liệu được sử dụng để phân tích các tài liệu hiện có để hiểu rõ hơn về tác động của sự thay đổi. Dự đoán estimation được sử dụng để xác định kích thước của thay đổi. Phân tích tài chính dùng để ước tính hậu quả tài chính của một thay đổi nó như thế nào. Phân tích giao diện được sử dụng để phân tích để mà chúng ta có thể thấy là khi mà thay đổi một cái gì đó, giao diện nó có bị ảnh hưởng hay không, có cần phải thiết kế lại bố cục rồi màu sắc concept gì hay không. Interview, kỹ thuật phỏng vấn để mà chúng ta có thể hiểu được về tác động của tổ chức hoặc tài sản từ một người hoặc một nhóm nhỏ của các bên liên quan. Theo dõi danh mục được sử dụng để theo dõi bất kỳ vấn đề hay xung đột nào phát hiện trong quá trình phân tích tác động. Phân tích và quản trị rủi ro được sử dụng để xác định mức độ rủi ro liên quan đến thay đổi. Hội thảo được để sử dụng để hiểu về tác động hoặc giải quyết thay đổi trong một môi trường nhóm. Các bên liên quan. Đầu tiên là khách hàng. Các bạn sẽ thấy là dùng để cung cấp các phản hồi liên quan tới tác động mà thay đổi sẽ mang lại.
những bạn domain subject matter expert, những bạn chuyên gia về một cái lĩnh vực nào đó, sẽ có chuyên môn trong một cái khía cạnh nào đó và có thể cung cấp cái nhìn về việc về sự thay đổi sẽ ảnh hưởng tới tổ chức và giá trị như thế nào. Người dùng cuối sử dụng giải pháp hoặc là một phần của giải pháp và có thể được cung cấp thông tin về tác động của sự thay đổi đó đối với cái những cái hoạt động hàng ngày của họ. Hỗ trợ vận hành, cung cấp những cái thông tin về khả năng hỗ trợ vận hành của giải pháp và nhu cầu hiểu biết về bản chất thay đổi trong giải pháp để có thể hỗ trợ nó. Quản lý dự án, xem xét việc đánh giá thay đổi yêu cầu, xác định xem có cần thêm công việc dự án nào để mà triển khai cái giải pháp thành công hay không. Cơ quan quản lý, thay đổi có thể được tham khảo bởi kiểm toán viên để mà xác nhận tuân thủ các tiêu chuẩn, tài trợ, chịu trách nhiệm về phạm vi giải pháp và có thể cung cấp thông tin để sử dụng khi mà đánh giá thay đổi. Và người kiểm thử để mà được tham khảo thiết lập các cái tác động của các thay đổi đề xuất cũng như là để mà đảm bảo được là khi mà thay đổi nó có thể vận hành được một cách trơn tru. Và cái cuối cùng là cái đầu ra để mà đánh giá thay đổi yêu cầu, đề xuất được chấp nhận, sửa đổi hoặc từ chối một thay đổi. Đánh giá thay đổi thiết kế để mà chúng ta có thể chấp nhận, sửa đổi hoặc từ chối một cái thay đổi nào đó liên quan tới các cái thành phần thiết kế với nhau. Thì qua cái nội dung liên quan tới việc mà đánh giá sự thay đổi này thì các bạn sẽ thấy là trong thực tế chúng ta đều phải thực hiện các cái hoạt động mà chúng ta hay gọi là đánh giá tác động để mà đảm bảo được bất kỳ một cái thay đổi nào nó không ảnh hưởng quá nhiều tới các dự án đang chạy. Đây là một trong những điểm mà các bạn BA sẽ phải kết hợp với các bạn Project Manager rất là chặt chẽ để mà chúng ta có thể đảm bảo được là mọi sự thay đổi, mọi sự điều chỉnh đều không ảnh hưởng chung tới tiến độ dự án, không ảnh hưởng tới tài chính dự án, không thể ảnh hưởng tới cái uy tín của team, uy tín của công ty vân vân. Hai lúa chào các bạn.